trước mặt các bạn, đó là 10.000 cổ phiếu. Nó tương đương với là 100 triệu mệnh giá. Cái đó là cái mà tôi chưa có tặng cho bất kỳ ứng viên nào trong cái chương trình này. Cái này là tôi cảm xúc quá và tôi muốn tặng cho bạn như vậy. San bằng tất cả và liên tục tiến lên. Bởi vì cái câu chuyện của em là hầu như em san bằng tất cả để em có thể đứng được ngày hôm nay. Chúng tôi có một cái triết lý là 9 cộng. Đó là gì? Không bao giờ bằng lòng với chính bản thân mình. Quý trọng nhưng không bằng lòng. Tôi bực mình những cái bạn trẻ khởi nghiệp mà cảm xúc quá, tôi dùng cái chữ cảm xúc khi mà chưa chuẩn bị đủ hết tất cả mọi thứ, thì là các bạn đó trở thành cái gánh nặng của xã hội. Nói gì thì nói, chúng ta phải có cái kinh nghiệm và thậm chí là chúng ta phải có cái độ lì nữa. Bạn là một cái người có nguồn năng lượng cực kỳ mạnh, tuy nhiên bạn không kiểm soát được nó. Bạn tới đây để bạn tìm cho mình một người sếp. Bởi vì em là một cái người mà đã bị nghệ thuật cuốn đi và em đã thất bại. Sau đó em đã tìm được cho mình một con đường. Và bây giờ em là trụ cột của gia đình. Và em đang là cái người để tạo ra thu nhập cho gia đình. Cái câu chuyện của em là một cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng. Em rất là cảm ơn anh Quyền. Và cái điều của anh đưa ra thì thật sự là em hay là tất cả những nhân viên mà hay là những cái quản lý bất động sản đều muốn về công ty của anh. Đó điều tuyệt vời nhất. Khi mà bạn nói với tôi rằng là về Việt Nam á, trước mắt là phát triển bản thân trước đã và sau đó sẽ cố gắng để mà cống hiến một cái điều gì đó cho tổ quốc, thì tôi thực sự bị chinh phục về điều đó. Tôi kêu gọi tất cả những bạn là du học sinh Việt Nam ở nước ngoài, nếu có điều kiện hãy về cống hiến cho đất nước của chúng ta vì một Việt Nam tự cường.